Thanh Dân. Thanh Dân à, chỗ chúng tôi hơi nhỏ một chút, anh chịu thiệt một chút nha. Vậy mà nhỏ hả? Nè, chúng ta ở Nhật Bản đâu có được ở căn phòng to vậy. Lúc đó chúng ta để cái bô ngồi ở trên đó cũng ngủ được mà. Đúng vậy, lúc đó nên chúng ta ở vừa dơ vừa nhỏ. Còn rất nhiều bạn học vì một chút không gian của bản thân mà thường xuyên đánh nhau với người khác. Đúng đó. Cuối cùng cũng tốt nghiệp quay về quê hương rồi. Cậu đi tới cục bảo vệ, còn tôi thì tới Dung Gia làm môn khách. Thật không ngờ khoảng cách xa như vậy. Cuộc đời của tôi thật là thất bại mà. Đừng có nói vậy, anh là một người có dạ tâm lớn lắm. Nản lòng như vậy không giống anh chút nào. Cho nên tôi luôn muốn được rời khỏi chỗ này. Đi đâu vậy? Tôi muốn tới thành phố lớn xem thử. Cái tôi nói là thành phố lớn thật sự. Ê, nói ra cũng lạ, dù gì chúng ta cũng là du học sinh Nhật Bản, từng gặp nhiều chuyện mà. Nhưng lúc đó, ngoài ký túc xá thì là trường học. Ngoài trường học thì là ký túc xá chứ chưa từng đi đâu hết. Coi như uổng công đi du học. Con người của tôi thì hơi tích cực. Nhưng tôi làm gì được chứ? Bởi vì ở trong cuộc sống của tôi mãi mãi đều là tin sống. Đừng có nghĩ như vậy. Ngày hôm nay tôi đem tới cho anh một tin tốt lành đi. Là tin tốt gì vậy? Sơn Trang Tĩnh Thủy rất có thể chính là kẻ đứng đằng sau tất cả mọi người. Hả? Sao cậu biết vậy? Cậu có chứng cứ không? Không có chứng cứ, nhưng mà chúng ta có thể vào trong tìm được chứng cứ. Bộ cậu điên hả? Sơn Trang Tĩnh Thủy canh phòng nghiêm ngặt. Chúng ta xông vào là tự tìm cái chết. Hơn nữa, cho dù chúng ta xông vào trong rồi thì phần thắng cũng không có nhiều. Anh yên tâm đi, tôi nghĩ tới một người. Có hắn, cho dù người trong Sơn Trang có phát hiện, chúng ta cũng trốn ra ngoài được. Ai vậy? Dung Thương Hải. Nè, mời vào. Dung lão gia, chuyện của lệnh phu nhân tôi không giúp đỡ gì được, thật sự cảm thấy rất hổ thẹn. Tuyệt đối đừng có nói vậy, chuyện đó không liên quan tới cậu. Khuya dậy tới tìm tôi có gì gấp sao? Chúng tôi nghi ngờ Sơn Trang Tĩnh Thủy có liên quan tới tất cả mọi chuyện xảy ra gần đây ở Phật Sơn. Họ không có việc làm ăn chính đáng, nhưng lại xài tiền rất là nhiều. Chúng tôi cảm thấy sau lưng có một thế lực cực kỳ lớn. Sơn Trang Tĩnh Thủy. Dung lão gia, ông quen với họ hay sao? Đã gặp nhau 2 lần. Gần đây An Đức Trang chủ của họ còn liên kết Nghiêm Sâm muốn thay thế vị trí của tôi làm hội trưởng của thương hội hãng cá. Hèn chi, xem ra họ có dạ tâm khống chế cả Phật Sơn này. Dung lão gia, lần này hãy chúng tôi tới là muốn mời ông cùng với chúng tôi tới Sơn Trang Tĩnh Thủy dò la xem thử. Dò la Sơn Trang Tĩnh Thủy sao? Tuy bây giờ chúng ta không có chứng cứ xác thực có thể quang minh chính đại lục soát chỗ của họ, nhưng mà chúng ta cũng nắm chắc vài phần chứng minh Sơn Trang Tĩnh Thủy chính là kẻ đứng đằng sau vụ vận chuyển súng ống này. Từ Hy Thái Hậu, nước Đại Thanh.
tại sao họ lại cúng bái Từ Hy Thái Hậu vậy? Đứng yên! Xông vào Sơn Trang Tĩnh Thủy, giết không cần hỏi. Đuổi theo. Dừng tay. Trang chủ, trong số họ có người bị thương. Đừng đuổi theo. Trong số họ có người bị thương, sao chúng ta không đuổi theo? Tôi tự có lý lẽ riêng. Nè, chậm thôi. Được rồi, chậm thôi. Cha. Rốt cuộc thì mọi người bị làm sao vậy? Mau lấy thảo nước tới thư phòng đi. Mời Khương sư phụ tới đây, nhanh lên. Dạ. À, theo tôi tới thư phòng. Dạ. Đi. Dạ anh. Cha tôi mời cha cô tới thư phòng, có chuyện muốn nói. Được. Sơn Trang Tĩnh Thủy canh phòng nghiêm ngặt, vậy mà các người để người ngoài ra vào tự do. Bao nhiêu thủ vệ làm ăn cái kiểu gì vậy? Công công bớt giận, không phải lỗi của thủ vệ. Nô tài cho rằng lần này dẫn người xông vào Sơn Trang Tĩnh Thủy chỉ là Dung Thương Hải. Dung Thương Hải sao? Bởi vì chỉ có Dung Thương Hải mới không cần tốn sức lực gì đối phó với mười mấy cao thủ. Lần này chúng ta ép hắn sốt ruột, hắn không chịu được, cho nên mới xông vào Sơn Trang như vậy. Nếu như mọi chuyện đã như vậy thì chúng ta không cần phải khách sáo với hắn ta nữa. Công công, Dung Thương Hải nghĩ mình võ công cao cường, chỉ có công công ngài đích thân ra mặt mới khiến cho hắn thấy sợ mà thôi. Công công, chỉ cần ép Dung Thương Hải rời khỏi Phật Sơn, chúng ta mới có thể thuận lợi hơn. Dung Thương Hải đời đời kiếp kiếp đều ở Phật Sơn, hắn không có dễ dàng rời khỏi chỗ này đâu. Bây giờ Dung Thương Hải gặp xui xẻo, lại bị dính vào vụ kiện, chúng ta chỉ cần vừa đánh vừa xoa với hắn, nhất định sẽ khiến cho hắn biết khó mà lui. Được, nếu đã như vậy thì ta không cần phải che giấu thân phận nữa, có thể lật bài ngửa với hắn rồi. An Đức à, chọn thời gian hẹn hắn tới đây. Dạ. Viên đạn chỉ bắn xước qua, không có sao đâu. Ông Dung à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ba người chúng tôi tối nay đã đi dò la Sơn Trang Tĩnh Thủy. Nhìn bề ngoài Sơn Trang này không có gì cả, bên trong lại canh phòng nghiêm ngặt, nuôi một đám cao thủ đại nội. Điều kỳ lạ nhất là cung phụng bức tượng của Từ Hy. Đúng vậy, sát thủ lần trước giết chú Quyền là một tên thái giám. Tôi nghĩ giữa hai chuyện này chắc chắn có liên quan nhau, càng khẳng định hơn vụ án súng ống lần trước chính là do họ làm. Tại sao vậy? Chuyện này liên quan gì tới Dung lão gia? Sao họ lại giáng họa cho Dung lão gia chứ? Chúng tôi cũng không biết tại sao nữa. Đám khốn kiếp trong Sơn Trang Tĩnh Thủy, lần trước đã bắt Văn Anh và Khương Bá Mẫu, lần này là hại chết cha của tôi. Rốt cuộc thì họ muốn làm cái gì đây? À khoan, cậu nói cái gì vậy? Tôi nhớ nhầm. Văn Anh, đã xảy ra chuyện gì? Nói cho cha biết đi. Văn Anh, cô cứ nói ra đi. Được, Văn Anh không nói để tôi nói. Văn Anh đã từng bị Sơn Trang Tuyển Thị bắt đi, bị nhốt lại, nhốt rất là lâu. Cô ấy bị đánh đập suýt chút nữa là chết luôn, khó khăn lắm mới thoát được khỏi chỗ đó. Cái gì? Văn Anh, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho cha biết hả? Cha, sợ dĩ con không nói cho cha biết bởi vì sợ cha tức giận chạy đi báo thù ngược lại sẽ hại tới cha. Con sợ cái gì chứ?
Hả? Nếu như con có mệnh hệ gì, cha làm sao ăn nói về mẹ con? Đám khốn kiếp này, họ dựa vào đâu mà làm như vậy? Vì chúng ta làm mất hàng của họ. Chỉ là một kẻ nhân sâm thôi mà. Đám khốn kiếp Sơn Trang Tỉnh Thủy này, cha không tha cho họ đâu. Cha nhất định phải tính sổ với họ. Cha, con đừng có cản cha. Thưa sư phụ, tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trước khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ ràng, tốt nhất chúng ta đừng tự ý hành động. Chuyện xảy ra tối hôm nay không được nói ra ngoài. Nhanh lên đi, trên đó có cái nhà thờ đẹp lắm á. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Má. Đẹp quá. Đẹp quá đi. Tôi thề là sau này nhất định phải cử hành hôn lễ ở nhà thờ này mới được. Mong anh, đến đây. Hả? Gì vậy? Cô và tôi biểu diễn thử nghi thức kết hôn đi. Bang 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 bang. Nè, để tôi làm với lòng chung đi. Bang 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 bang. Thôi được rồi, để tôi làm với lòng chung đi. Hả? Nè. 1, 2, 3. Bong 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 bong. Cười lên nha, cười. Rồi, 1, 2, 3. Thanh Dương, Thanh Dương, sao vậy? À, thu dọn chút đồ mà vô dụng quá, làm đổ ra hết rồi. Vai của anh đang bị thương, thu dọn đồ để tôi và Mộ Mảnh làm cho. Nè nè, để tôi làm cho. Tôi đâu phải là phế vật, bị thương vậy có sao đâu. Thiệt tình, con người của anh đó, mấy món đồ này sao lại thu dọn bây giờ? Để vết thương lành lại rồi dọn. Tôi quyết định phải đi khỏi đây. Đi đâu vậy? Thượng Hải. Phật Sơn còn có sự nghiệp của chúng ta nữa mà. Cậu làm được. Phật Sơn có cậu là đủ rồi. Tôi muốn tới Thượng Hải đi tìm cơ hội. Tôi không tin là không làm ra được sự nghiệp lớn. Được rồi, nếu nhanh quyết định rồi thì tôi ủng hộ. Khi nào anh đi? Trong 2 hôm nay. Ừ. Tôi kêu Mộng Ảnh làm chút rượu thịt. Tới lúc đó tiễn anh lên đường. Được. Thank you.
À, Mông Ảnh, cô đi đâu vậy? Tôi đi làm thêm vài món nữa. Đủ đồ ăn rồi. Nè, cứ để cô ấy đi. Hôm nay chúng ta vui vẻ mà. Nào, chúng ta ăn đi. Ê, đối tiếp đi. Được đó, cậu nói trước đi. Được chứ. Có rồi. Rượu ngon mùi nho, ly dạ quan. Uống hết tì bà, lập tức say. Say ở xa trường, đừng chê cười. Xưa nay chiến tranh, mấy ai về. Gió mưa trong thành, để tẩy trần. Tệ xá thanh vắng, màu liễu mới. Khuyên chàng uống thêm một chung rượu. Bước ra dương quang không cố nhân. Tại tôi, tôi ra đề không có tốt, đáng phạt. Tôi đối tiếp không hay thôi. Tôi nên tặng cho anh câu này. Đừng sợ phía trước không tri kỷ. Trên đời có ai không hiểu mình. Cậu đừng có an ủi tôi nữa. Ai lại đi quen với một người không có cắt xu nào trên mình chứ. Nghe câu này. Rút dao cắt nước, nước càng chảy. Nâng ly giải sầu, sầu thêm sầu. Thanh Vân à, đừng có uống nữa. Uống nữa sẽ say đó. Tôi không có say. Tôi còn một câu nữa. Trời sinh ra ta ắt hữu dụng. Ngàn vàng tiêu hết sẽ có lại. Ăn nói sằng bậy. Giống vậy tôi cho rằng chỉ cần tôi cố gắng thì cái gì tôi cũng làm được hết. Bây giờ thì sao? Tôi không có cái gì cả. Thanh Vân à, tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhưng mà anh không thể bi quan như vậy. Sao lại không bi quan được chứ? Tôi là kẻ thất bại. Tôi là kẻ thất bại từ đầu tới cuối đó. Thanh Vân à, anh không phải. Anh nghe tôi nói. Chẳng phải anh muốn tới Thượng Hải bắt đầu lại hay sao? Vậy thì hãy quên hết đi những chuyện không như ý trong quá khứ. Cậu cảm thấy dễ hả? Tôi không có may mắn như cậu. Sự nghiệp của cậu một bước lên mây, còn tình yêu thì thuận buồm xuôi gió. Cái gì cậu cũng có hết, còn tôi thì sao? Cậu uống say còn có người chăm sóc cho cậu. Còn tôi uống say rồi thì chỉ có thể nằm ói ở trên cái bô thôi. Khang Ly. Thanh Vân, đừng có uống nữa mà. Không sao, tôi chưa có say. Thôi đừng có uống nữa. Hết rượu rồi, tôi đi lấy rượu đây. Thanh Vân. Thanh Vân, sao lại uống nhiều rượu như vậy? Chưa có say. Sao anh để anh ấy uống nhiều rượu như vậy? Nè, không phải anh cho anh ấy uống. Anh không cản anh ấy được. Chưa say. Nè, được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Mộng Ảnh à, nhìn thấy cô tôi thấy vui lắm. Cô tới đây là tốt rồi. Lập Trung à, Cậu thật là có phước. Có thể cưới được người vợ tốt như Mộng Ảnh. Mộng Ảnh, có phải bởi vì cái gì Lập Trung cũng giỏi hơn tôi, cô mới lấy cậu ta không? Anh ta uống say rồi. Để em dìu anh ta vào. Em lấy chút nước nóng qua đây đi. Nè nè, đi thôi, đi thôi. Tôi chưa có say mà. Tôi chưa có say. Nè nè, tôi tự đi được mà. Tôi chưa có say mà. Nè, cẩn thận đó. Tôi chưa có say. Nhấc chân lên. Có chân đó. Được rồi, được rồi. Nằm xuống đi. Ngủ một giấc là khỏe lại thôi. Ngủ một giấc là khỏe rồi. Nào. Chưa có say mà. Lau mặt cho anh ấy đi. Được. Nào. Hay là em làm cho. Thôi được. Anh nhiều mồ hôi quá. Đến đi thay đồ. Cô lấy tôi được không Mộng Ảnh? Cô lấy tôi được không Mộng Ảnh? Cô lấy tôi được không Mộng Ảnh? Mộng Ảnh, cô lấy tôi đi. Cô lấy tôi đi. Cô lấy tôi đi. Mộng Ảnh. Mộng Ảnh. Mộng Ảnh. Mộng Ảnh. Cô lấy tôi đi. Cô lấy tôi đi.